Hai, xin chào các bạn và cả nhà. Các bạn và cả nhà thấy cái này là gì không? Bầu và cái khoai lang. Thì hôm nay Út sẽ không nấu ăn, nhưng mà Út chế biến thành một cái món nước để giải nhiệt cho cơ thể nè, giúp cái tình trạng táo bón của mình được cải thiện. Táo bón cấp tính hay là mãn tính, cũng uống cũng có tác dụng hiệu quả rất là cao các bạn. Tại vì trong khoai lang có chứa chất xơ để làm cho cái thành ruột của mình trơn tru và chống cái triệu chứng táo bón. Còn bầu thì giúp cho cái đường ruột của mình hanh thông và hòa nhuận tràng. Ngoài ra nó còn giúp cho lợi tiểu. Các bạn có triệu chứng mà tiểu buốt, tiểu rát, khó tiểu, nóng trong người, mình sử dụng kết hợp hai cái thực phẩm này lại với nhau và mình nấu thành một món nước giống như là nước canh thôi các bạn. Mình ăn và mình uống nước rất là hiệu quả nha. Thì Út sử dụng đây là bầu 100 g, mình đem đi gọt vỏ và cắt miếng mỏng. Còn khoai lang thì cũng 100 g, mình cắt miếng mỏng. Này Út sử dụng cho hai người uống nha. Út sử dụng đây là 1,5 lít nước lọc và cái đường thốt nốt. Nếu mà mình không có đường thốt nốt thì mình cho cái đường phèn, đường cát thì nó hơi có cái vị nóng các bạn, mình áp dụng nó không có được tốt. Mình sử dụng đường cát, mình sử dụng cái đường thốt nốt hoặc là đường phèn hoặc là cái đường mía. Và cách thực hiện như sau thì mình gọt vỏ sạch tất cả giống như là mình đi nấu canh thôi, và mình bỏ vào cái 1,5 lít nước sôi và mình nên đi nấu, nấu cho thật là sôi nha, nấu sôi và nấu nó cho nó rút cạn lại khoảng chừng 1 lít nước gì đó. Hai cái nồi nước bầu và khoai lang có Út nấu giờ nó cũng cạn lại còn khoảng chừng 1 lít, mình nấu cho nó sôi thật là lâu và cái phần khoai lang nó cũng nhừ ra, nó cũng ra các chất dinh dưỡng, chất xơ trong cái bầu và cái khoai lang. Thì nếu như các bạn và cả nhà người lớn mà mình kiêng cái phần đường á thì mình lấy cái phần nước này uống không cũng được, không cần phải bỏ đường các bạn. Bỏ đường này là để tạo cái vị ngọt ngọt cho mình dễ uống. Còn mình thích đường thì mình để, còn không thích thì mình không cần để. Mình coi như là mình uống nước lọc vậy thôi. Và Út cho cái phần đường này khoảng chừng 1 muỗng, nửa muỗng canh nè. Chắc khoảng chừng 20 đến 30 gram thôi. Để tạo cái vị ngọt ngọt cho nó dễ uống. Ngoài ra mình có thêm một cái lá dứa càng tốt nha, để tạo cái mùi thơm cũng được. Cái bắt đầu cái nước của nó tan đường ra hết. Khuấy. Tại vì mình sử dụng cái đường thốt nốt hay là đường đường phèn, đường mía. Đường mía là cái đường ở miền Tây gọi là đường chảy các bạn. Thì cái đường nó chưa có chất tẩy. Thì nó còn cái phần đường cái tinh chất và dưỡng chất, nó không có nóng bằng cái đường cát. Đường cát của mình qua nhiều chất tẩy rồi, nó tẩy trắng các bạn. Mình sử dụng vào cái món này nó không có phát huy cái tác dụng hết nha. Tại vì mình uống cái nước này là chủ yếu là để cho nó mát, mà mình sử dụng cái đường cát thì nó có cái vị hơi nóng, nó không có phù hợp. Sau đó mình tắt bếp và bưng xuống, mình chắc cái phần nước và phần cái riêng. Cái nước bầu và cái khoai lang này có công dụng là thúc đẩy các những chất bám dơ bẩn trong thành ruột của mình và làm mềm phân để tống ra ngoài. Cái thành ruột của mình giống như là cái ống nước vậy các bạn. Ống nước lâu ngày thì mình không có để chất tẩy hay là chất xì bông gì vào để loại bỏ những cái chất dơ bám phèn gì đó bạn, thì nó sẽ lâu ngày nó sẽ cái thành ống nó sẽ bị dơ. Thì cái đường ruột của con người cũng như vậy. Và sử dụng cái nước này, nếu mà các bạn và cả nhà không có bị táo bón hay là bị cái tiểu rắt, tiểu buốt á, khó tiểu, thì mình sử dụng một tuần một lần hoặc là 2 lần để giúp cho cái đường ruột của mình giải độc tố, loại bỏ những chất bẩn, chất dơ trong thành ruột và chống được, phòng ngừa được cái căn bệnh táo bón. Cái phần nước Út để riêng và cái phần cái Út để riêng.
và cách sử dụng cái nước này như sau. Các bạn và cả nhà sử dụng 8 phần chén cho mỗi lần uống, và uống lúc khi ấm, và uống một ngày 3 lần, sáng, trưa, chiều, lúc mà bụng trống, sau ăn hoặc là trước khi ăn một tiếng. Như vậy là cái bụng của mình trống, và uống khi ấm này phát huy tác dụng để thúc đẩy cái nó dẫn vào các thành ruột của mình, nó loại bỏ những chất bẩn, chất dơ trong thành ruột. Nếu như các bạn và cả nhà bị táo bón kinh niên hay táo bón mãn tính thì mình sử dụng 3 cái phần nước này 3 ngày liên tục, và mình nghỉ một ngày, và mình uống một ngày, nghỉ ngày, uống ngày, đến khi nào tình trạng táo bón của mình được cải thiện và nó nói chung là nó hết á, thì bắt đầu mình mới ngưng. Rồi khi đó mình muốn sử dụng lại thì mình cứ một tuần một lần hoặc là hai lần. Còn cái phần còn lại nè, mình bỏ vào cái bình giữ nhiệt để giữ ấm. Này là nếu mà các bạn và cả nhà một mình sử dụng á, thì cái nguyên liệu là 50g khoai lang và 50g bầu nha. Này Út sử dụng cho hai người uống nên Út sử dụng cái phần khoai lang 100 và bầu 100. Và đường thì mình cho khoảng chừng 20 đến 30g để tạo cái vị ngọt ngọt dễ uống. Còn nếu mà các bạn và cả nhà người lớn sử dụng á, thì mình không cần phải để đường. Để đường này là để tạo cái vị ngọt cho các bé nó dễ uống. Còn phần xác và cái khoai lang và cái bầu này mình ăn. Mình ăn coi như là một cái khoai lang luộc và cái bầu luộc vậy. Mình đem đi chấm với nước mắm ăn cũng được bạn. Hoặc là mình ăn không, tại vì có cái vị ngọt ngọt rồi, mình để đường á, ăn giống như ăn chè. Ăn chè bầu. Ăn chè bầu là độc lạ luôn các bạn. Thì ốc nước này các bé rất là thích, tại vì có cái vị ngọt ngọt và cái mùi thơm của khoai lang. Đó. Thì Út xin ngừng video tại đây nha. Út xin chúc các bạn và cả nhà cái sử dụng nước này để hỗ trợ điều trị cái bệnh táo bón kinh niên, táo bón mãn tính, tiểu buốt, tiểu rát, và sổ cái độc tố trong cơ thể của mình để có một cái sức khỏe tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Bye.